Bánh khoai lang tiếng hấp. Xin chào các bạn. Hôm nay mình làm món bánh khoai lang tiếng hấp. 100g khoai lang tiếng các bạn gọt vỏ và rửa sạch, cắt vừa. Thêm 250ml nước cho khoai vào nấu chín. Chắc ra 100ml nước luộc khoai. Khoai chín cho vào máy xay. Xay nhuyễn. Pha bột khoai lang tím, 110g bột gạo, 10g bột nếp. Trộn đều. 45g đường. Các bạn tự chỉnh độ ngọt mà mình thích nha. 1 muỗng cà phê men. 1 phần khoai lang tím đã xay vào. Trộn đều, tùy theo độ hút nước của bột mà gia giảm lượng nước. Đậy bột và ủ bột nở gấp đôi. Pha bột màu trắng, 140g bột gạo, 15g bột nếp, 45g đường. Các bạn tự chỉnh độ ngọt mà mình thích nha. 1 muỗng cà phê men. Thêm 125ml nước. Trộn đều, tùy theo độ hút nước của bột mà gia giảm lượng nước. Đậy bột và ủ bột nở gấp đôi. Một lòng trắng trứng cà chia làm đôi. Cho vào bột và trộn đều. Tiếp tục ủ bột cho bột nở gấp đôi. Làm tương tự như bột màu tím nha các bạn. Quét một lớp dầu ăn vào khuôn. Bột ủ xong, cho ra khuôn và đem hấp. Nấu nước sôi, cho bánh vào hấp 25-30 phút, cho đến khi bánh chín.
Vậy là xong món bánh khoai lang tiếng hấp. Cảm ơn các bạn đã xem và like. Nhớ like, share và subscribe kênh cho mình nha. Bye bye các bạn nha. Mãi yêu.